mừng các bạn đến sân bóng Thoát Lát theo dõi trận đấu công khổ giải bóng đá nhân dân online CC 2015. Vòng đấu bán kết hai đội bóng lão tướng Canada và lão tướng Hán Tân Phú. Đội lão tướng Hán Tân Phú ra sân trong trang phục áo xanh, quần xanh, tất xanh. Đội lão tướng Canada ra sân trong trang phục áo đen, quần đen, tất cam. Hội trọng tài điều khiển trận đấu là hội trọng tài thứ nhất Quỳnh Nguyên Thành, trọng tài thứ hai Phan Thiên Nhân. Thank you.
Thank you.
Rồi. Đó 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 rồi. Đ
con ơi. Chạy con, chạy đi con. 15 nè, 15 nè, 15 nè. Chỗ cái, chỗ cái. Di chuyển hai anh em, di chuyển cho nơi, di chuyển cho nơi. Đâu anh? Đâu anh? Đâu anh? Thank you.
Quay,
Thank you.
Rồi em thay người đây, em thay người không đây. Đi luôn mà. Yeah.